Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mẹ Nga Vlog nha. Thì mọi người ơi, thì mẹ Nga hiện tại bây giờ đang ở Sapa mọi người ạ. Thì bây giờ là mẹ Nga đang chuẩn bị đồ để trả phòng đây. Đấy, đồ đạc đã xong hết rồi. Thì bây giờ mẹ Nga trả phòng để về chỗ cầu kính Tam Đường Lai Châu mọi người ạ. Thì đi đến đâu thì mẹ Nga sẽ quay đến đấy cho mọi người cùng xem nha. Thì video mà tuy có hơi nhạt thì mọi người cũng thông cảm nha, vì mẹ Nga cũng muốn quay lại cái hành trình đi chơi nhân cái dịp đầu xuân năm mới á. Thì có nhạt một tí, video có nhạt một tí thì mọi người cũng thông cảm cho mẹ Nga và xem hết video ủng hộ mẹ Nga với nhá mọi người. Đi thôi con gái yêu ơi. Đây hành trình đây rồi. Mình lại hành trình đi cầu kính Sapa mọi người. Đồ đạc tạm gửi lại đây, con máy tính con phải mang đi hả? Xe đây rồi mọi người. Thuê hẳn xe chở đi chở về luôn. Đã đến rồi này mọi người. Đến cổng vào cầu cầu kính Rồng Mây rồi nhá mọi người. Tay con nhím nào. Đây là chỗ cho thuê đăng nha mọi người. Nhân kia thuê cho bạn. Biển mây đẹp vãi. Trời ơi, buổi chiều này nó mới mới à, buổi trưa với buổi chiều nó mới hửng nắng. Này nhìn trời này biết đang mới mưa này. Đi để ý kìa, dẫm phải nước kìa con. Đây là lại lên xe trung chuyển tiếp mọi người ạ. Một chuyến ở dưới lên rồi, bây giờ lại một chuyến nữa. Thì bây giờ trời ơi, thuê trang phục này, đồ nướng này, các bếp này, đủ các kiểu đồ nướng, rất là nhiều luôn. Ơi à, đói á, đói để chờ xem ăn gì nhá, để hỏi chị Ly anh Hải ăn gì đó. Chị Ly đi quên rồi, để chị Ly vào một chuyến xe trung chuyển nữa mọi người. Cái này lên à? Đấy, bây giờ đi cái thang máy này lên mọi người. Anh này ơi. Mình ở đang ăn. Mình ở đang cầm đi lên. Thang nha. Rồi đây nha. Chờ chờ. Ở trên núi. Vé nhím bay lên cái nấc đầu tiên là chưa gì đã sợ rồi mọi người ạ. Thác nước này đẹp lắm. Ơi. Con gái mẹ ơi. Con bỏ cầm cầm được cái không? Con cầm được cái iPad không? Có à? Có thấy sao đẹp mà. Đây mình kìa. Cái này cho xe thân phục. Hả? Đây là ô cái này họ đá thật thế này hả? Ừ, ném bom với khoan, nhưng mà cũng phải ném bom nữa. Cái này hang đá chưa? Ừ.
đi trên 9 tầng mây đúng không? Ôi, đang đi cầu thang máy mọi người ạ, cái cầu thang cao nhất. Cao nhất. Kính nghe nào. À, đã lên đỉnh đó. Dắt em con ơi, dắt em. Đây là thác mọi người ạ. Khách cũng là khá là đông, dịch nhưng mà cầu kính đây mọi người không biết là mình có dám đi hay không. Đúng là cầu kính giống mày bảy sắc cầu vồng mọi người. Hướng dẫn viên du lịch Khánh Ly, nhanh lên. Đừng làm em sợ đấy hắn. Chị Ly, đi đi con, đi đi không sao đâu con ạ. Ly đang bỏ những gì. Đây bác ơi, chị Ly đi kìa. Cái con nhát chết này. Ừ. Đi à? Đi để mẹ sợ mẹ thử đã. Từ. Mẹ sợ mẹ không đi. Dám đi. Ô mẹ không đi đâu. Mẹ không đi đâu. Mẹ không đi đâu. Đi. Nhím đi. Không. Mẹ không đi, mẹ không đi mẹ. Con này cầm tay. Tôi nhìn xuống được. Không đi được. Mày cất máy, tôi nhìn xuống được. Để cất máy thử đi đã mọi người. Nếu mà đi được ra ngoài mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Nhưng mà rất chỉ là sợ mọi người, nhìn sợ lắm. Đi được mọi người ạ. Đi ra được 1 2 3 4 bậc thứ 4 không đi được. Trời ơi khó. Nín thở luôn. Con gái mẹ. Đi đi ra nữa đi, nhím đi đi chưa nào. Nhím ly. Hả? Nó không vỡ. Không mẹ không đi, con đừng. Con đứa suối dại mẹ không đi đâu. Ly nhìn xuống ơi. Ly nhìn xuống. Ly không sợ sao cứ đi về. Ly sợ đâu. Mọi người ạ. Lily quá. Thấy Lily chưa? Ly chưa? Hả? Đây là ở trên cầu kính nhìn xuống nha mọi người. Đây ở dưới kia là đường. Nhìn ở trong video thì thế thôi, nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó sâu thẳm luôn mọi người ạ. Đây là nhà hàng trên núi. Có lẩu cá hồi, cá tầm, thập cẩm, thắng cố, đồ nướng, đồ uống các thứ mọi người ạ. Trên này, trên cao này. Bây giờ mẹ Nga sẽ chinh phục đi lên trên này. Ba con lợn đang ở dưới này mọi người. Ba con lợn nè. Ba lợn này đang lên. Rồi mẹ Nga sẽ đi qua bên kia thử xem là bên kia có cái gì ở bên đấy nhá mọi người. Đây mọi người ạ. Đây là
cái toàn cảnh cái chỗ ở trên đỉnh này, đỉnh cao nhất được đấy mọi người ạ. Đẹp phết, VIDV được tài trợ. Đây, mẹ quay xuống để chị xem này. Rừng núi đang tay nồi lại biên xa. Ở đang là không nước. Ở đây đường nước, ừ, đứng đây các. Đây là cái đường nước thác chảy xuống này. Đấy, cái đường của Lai Châu quanh co. Mây này, mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Mấy con lợn vẫn đang vào, hình như vào quán thuê trang phục mọi người ạ. Nhím đi cầu kính dòng mây đây. Mọi người nghe thấy Nhím nói gì không? Mọi người like là đăng ký kênh cho mẹ Nhím nha đấy mọi người ạ. Thích quay video lắm. À ừ, đây có nước. À, Nhím đang tập làm hướng dẫn viên du lịch mọi người ạ. Xe mới đón mình tới đây. Các bạn thấy rồi, các bạn thấy rồi, con đừng sờ vào mà bẩn. Trên đấy nó có những cái gì nhỉ? Cái nhà này là của ai đây? Nhà ở trên đấy hay sao? Đúng rồi, nhà tí nữa mình nhà vào mình xem đấy. Lên đến đây thì hai mẹ con cởi hết áo rồi mọi người ạ, nóng lắm. Đây là phòng bán vé, các trò chơi xích đu, trò chơi mạo hiểm mấy mọi người. Được không? Thấy cứ phập phà phập phồng. Đó, đây là xích đu, đã chơi xích đu rồi, chơi mạo hiểm mình ạ. Không, mẹ không lên đâu, mẹ sợ lắm. Để vào đấy mẹ mua ra uống nhé. Nó leo tận kia rồi. Khỏe thế. Mẹ đây, mẹ đây. Ủa, sao sợ thế nhỉ? Bình thường rút lên trời ơi cao quá ơi mẹ đây. Mẹ không lên à, mẹ không ra nữa nhỉ. Đấy con gái không cho mẹ ra sợ ngã mọi người ạ. Mẹ con đang tranh thủ chờ mấy con lợn kia cho nên đang ngồi uống nước mọi người ạ. Đang ngồi uống nước ở trong chỗ gần trò chơi mạo hiểm này. Sau một hồi mẹ với em ngồi chờ thì ba con lợn cũng lên đến nơi nhé mọi người. Đó thì đấy, con lợn Ly đang chụp ảnh nè. Đó, Ly, mỗi Ly là rực rỡ nhất buổi cầu kính hôm nay ấy mọi người ạ. Đó thì chụp ảnh xong rồi thì bây giờ là ba anh em lên đu nè mọi người. Đấy, ba con lợn bắt đầu đu. Ly bắt đầu sợ chết rét rồi ấy mọi người ạ. Người ta thì mặc vest, Ly thì làm một bộ váy rực rỡ xong lá lượn lờ. Ôi giời, nàng săn quần áo kìa. Đoạn này là gặp fan mọi người ạ. Cái Ly gặp fan nên là bố, hình như là bố hay là anh trai gì, hình bố thì xin ra cho con chụp ảnh hay sao ấy. Ôi giời, nàng lại cởi áo ra chứ.
Định Đu thì lại có. Anh Hải quay cho. Hải ơi, con quay cho em kìa. Để mẹ quay cho. Các chú đang thắt dây an toàn cho con gái mẹ Nga với người yêu của con trai mẹ Nga mọi người ạ. Bắt đầu lên. Hai con lợn bắt đầu xích đu lên mọi người ạ. Lên khá là cao mọi người ạ. Ui, lên cao ác. Như có vẻ không sợ. Đứng đấy được không? Đứng đấy được không? Đứng đấy ngon không? Ngon này, ngon này, ngon này. Ui, giật mình. Giờ là đến lượt con trai mẹ Nga đu nè mọi người. Mình vừa xem phim xong mọi người ạ. Bây giờ là xuống để về thôi. Xuống để về thôi mọi người ạ. Kem với Hải đâu? À kem với Hải xuống dưới. Bây giờ gia đình nhà mẹ Nga ra khách sạn lấy đồ để về mọi người ạ.
con đi cầu này mọi người ạ, à, sang bên kia rồi, giờ chuẩn bị đi về. Đi 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 lùi. Cầu kính rồng mây nha. Bye bye. Bye bye. Hai đĩa mọi người ạ. Thôi tao sai lần tao ăn đây. Gà tiêu xanh. Tao về đây. Trong ngoài kia thì view đẹp như một mưa. Mời mọi người ăn cùng gia đình Mẹ Nga nha. Gia đình mình ăn xong rồi mọi người ạ, thì chuẩn bị lên xe, chuẩn bị vào khách sạn để lên xe về thôi. Hai ông tôi về khách sạn để chờ 10 giờ lên xe về Hà Nội nè mọi người ơi. Trời mưa mọi người, ở Sapa trời mưa kinh khủng luôn, mưa cả ngày luôn. Đấy. Con dâu với con trai đang đi mua cơm lam mọi người ạ. Đi ơi, mưa quá đi. Chết ra tụi lại sao. Bây giờ nó nhỉ nhỉ? Bây giờ ổn lên. Mưa như này đi chơi nữa. Nhưng mà đi ở trên Lai Châu không không bị mưa. Đang ngồi chờ mà chờ cho được cơm lam mọi người. Cơm nữa. Nữa là năm quả đây con năm quả. Sắp xong chưa cô ơi, có nhanh không? Vâng. Trời ơi. Xe dành cho những cặp tình nhân mọi người. Thế mà. Đây nè. Con ơi đi. Con vô năm trống ấy. Đó. Ui, hành trình ba mẹ con lại về Hà Nội mọi người ơi, ba à quên phải năm mẹ con. Hello Kitty. Đây là Kitty. Phải 11 đấy không con? Ờ. Con có đem một tên lẹt ở cuối chứ. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Nay lại không được cùng đôi rồi. Bật đèn led cuối ở gì anh Hải nhờ? Anh Hải ơi, cái gái yêu của mẹ Nga. Bật đèn led cuối ở gì nhỉ? Như cái phòng đối diện này. Led cuối phòng đối diện. Phải đây, bọn mình đã xuống xe để về nhà rồi này mọi người ơi. Ôi giời ơi, lạnh lắm. 4:30 sáng mọi người ạ. Thì mọi người ơi, thì mấy mẹ con nhà Mẹ Nga về đến nhà tắm rửa rồi mọi người ạ. Đó, thì bây giờ cũng đã là 6 giờ rồi nhưng mà cũng do mệt quá nên là mẹ con ngủ tiếp một lúc nữa. Lúc nào khỏe khỏe thì mẹ con dậy. Thì video của Mẹ Nga đến đây cũng là kết thúc rồi. Thì mọi người thấy hay thì mọi người đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ Mẹ Nga nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Bây giờ thì mẹ con nghỉ một tí thôi mọi người ạ. Đi mấy ngày mệt lắm nha.